Hiểm họa tai nạn chết người trên đường đua F1. Dù trường đua F1 đã gần hoàn thiện các hạng mục, song dọc đường Lê Đức Thọ Nam Từ Liêm, Hà Nội, nơi có đường đua còn tồn. Tại nhiều gờ, con lươn tranh lệch giữa các làn đường từ 2 đến 5 cm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đường đua F1 dọc đường Lê Đức Thọ Lê Quang Đạo, thuộc địa phận Mỹ Đình Nam Từ Liêm, Hà Nội đang được khẩn trương hoàn thiện theo tiến độ các hạng mục còn lại, song một số đoạn đường đi qua làng Phú Đô còn tồn. Tại khiến người dân lo lắng khi tham gia giao thông tại đây. Theo ghi nhận của phóng viên, mặt đường đua ép một qua địa phận Làng Phú Đô Nam từ Liêm. Hà Nội, làn đường bình thường và làn đường đua trưa được rào chắn như các đoạn đường khác, để lộ lộ gờ đường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cho người tham gia giao thông. Anh T. Sống, tại Làng Phú Đô cho biết, từ trước Tết Nguyên đánh canh tí 2020. Sau khi thi công mặt đường đua, đơn vị thi công tháo dỡ rào cứng để lộ gờ chênh lệch cao 2 đến 3 cm so với làn đường dành cho các phương tiện khác. Gờ đường này tạo con lươn dài hàng trăm mét dọc đường, khiến các phương tiện đi qua đầy gặp nhiều khó khăn, thậm chí xảy ra nhiều vụ tai nạn xe máy đặc biệt thời điểm trời mưa. Buổi tối do tầm quan sát hạn chế, sau khi chứng kiến nhiều vụ tai nạn, tôi và một số người dân trong làng phản ánh tới Ủy ban Nhân dân phường sở. Tại, để đề nghị đơn vị thi công mài gờ đường hạn chế góc cạnh để đảm bảo cho người điều khiển phương tiện lưu thông qua đây tuy nhiên sau nhiều tháng gờ đường vẫn tồn tại đơn vị thi công chỉ dựng vài cọc tiêu dọc con lươn cảnh báo nhưng không có dây phản quang hay rào cứng khiến nhiều người tham gia giao thông vẫn dính bẫy tai nạn anh tê nói cũng theo anh tê phẩy vào những buổi tối có mưa anh chứng kiến nhiều tài xế lái xe ôm người dân điều khiển xe máy qua đây gặp tai nạn do trơn trượt và không quan sát được gờ đường thậm chí nhiều người trong làng thường xuyên đi lại. Biết rõ gờ đường trơn trượt nguy hiểm, nhưng vẫn có người gặp nạn, có điểm gờ đường chênh lệch lên tới 4 đến 5 cm rất nguy hiểm. Còn bà C, kinh doanh mặt đường Lê Đức Thọ cho biết khi mưa gió, một số cọc tiêu bị đổ chắn ngang đường, đất cát do các phương tiện vận tải làm rơi vãi trước đó tích tụ che con lươn này, khiến nhiều phương tiện dính bẫy gặp nạn. Bà từng cùng người dân dọc đường đã chứng kiến và đưa nhiều người đi sơ cứu vì gặp nạn. Cũng theo ghi nhận của phóng viên, làn đường trong cùng tuyến đường Lê Đức Thọ, gần nút giao Lê Quang Đạo Mễ Trì trở thành điểm đỗ cho các phương tiện cá nhân. Xe tải nhỏ chiếm dụng lòng đường của các phương tiện khác. Trong khi đó, trên trục đường Lê Đức Thọ tồn, tại một số điểm gờ đường đua nhựa sau khi hoàn thành có tranh lệch tới 15 đến 20 cm so với mặt đường cũ. Nhưng không được rào chắn cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. Một số điểm khác được dựng rào bê tông chắc chắn tồn. Tại các vũng đất cát do các phương tiện vận tải để rơi vãi chưa, được xử lý. Trong khi đó, nhiều khu vực khán đài đường đua F1 đã được hoàn thành, dựng rào thép phân luồng phương tiện nhưng nguồn gang vật liệu rác thải. Một số khu vực còn có đá dựng giữa đường ngăn phương tiện di chuyển. Hãy bình luận phía dưới để thể hiện sự tự do ngôn luận nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.